好饿吗？Cái gì hả? Uống nước vô nè, cho nước lạnh nè. Nè. Cái gì? Tôi quay phim á, chừng nào nó đầy á, nó hết memory á, là mình có biết không? Biết. Hả? Mình bấm. Thì nó nói là vô, nó không vô được nữa. Đầy rồi. Không, ý nghĩa là cái chỗ nào còn bao nhiêu á, mình có biết không? Biết. Cái gì? Calm down, child. Vô chỗ không có cái chỗ đậu xe đâu. Kêu kia đi đi đậu xe ha, là hoặc đứng ngoài giữ xe đi bà đi rồi. Nhưng mà con ngồi ngoài xe con giữ rồi. Nhưng kể. Con sẽ nói láo, con là con 18 tuổi rồi. Yeah. Con bullish nó lại, con nói là I'm 18 years old already. 18. Ok, 18. You are 18. You are brother. Your brother, I mean, you and your brother stay in the car, okay? Lậu á. Nghe không có chỗ đậu xe đâu. Nhưng mà tôi cũng phải lên lầu. Nó sáng sủa đi ra nó hào hứng chút xíu. Vô đây chỗ tôi ôm. Nó chưa có để phô, tất nhiên là mình còn vô được. Ngước lỗ tai ai chửi ngước lỗ tai quá. Cái gì có chửi không? Cái xe này đẹp à, chip á, mà ở trong xấu không? Nhớ không? Cái xe nó đẹp. Nhớ đèn đó, để tôi đi đi. Lên nữa hả? Hai dọc. Quẹo.
cái điều này không có chỗ đậu xe quá, xe nộp 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 rồi là không có chỗ đậu xe. Xuống quá trời luôn, chắc là chúng ta quay đầu lại lên cái nào theo xe Thắng này. Cái này tại đông là tại ngày lễ. Thương binh liệt sĩ này lấy chiến sĩ thân rồi sao không cho người ta đậu trong kia ta đây nè, sao Du không lo đúng không? Du đi theo người ta làm gì? Ủa? Sao nó quẹo đó cái đó chắc nó là lôi lộn rồi đó. Nó muốn lên mà nó cũng đi lộn rồi đó. Hey, you see that guy with the fedora? Yeah. He has a nice fedora, am I right? Yeah, but they... Pardon our appearance. Pardon our appearance? Why do they care about their appearance? Where? Right here. Yes, pardon our appearance. I don't care about your appearance. Oh, that's squeaking! Yikes! Whose car is that? Oh, definitely. Oh, but no, nó đang sửa chữa vậy, nó muốn cho đậu. Richard, ears came in, dang. That car's from New Jersey. It's not from California, so sure. Chắc mỗi chỗ đậu, đậu, đậu kiểu này, không có chỗ đậu chắc đang rồi. Nếu không có là nó để thua chứ. Mà sao nó đâu để đâu. Nó nói ai muốn đi lên thì tự đi xuống không khó mà. Cái gì cài kịch canh đó? Cái gì vậy? À, nhỏ. Nhỏ. Nhỏ là gì vậy? Đồ xe. It's the car. Xe là chạy ngang. Ờ. Tôi tưởng đồng nhỏ nó dậm chân. Tại vì nó something in his mind, I don't know. I don't know something wrong in his mind. Bởi vì he always say some wrong thing. That car's Maryland. Hey, it's called Maryland, not Marlland. What's Marlland? Dạo này nó đậu xe tới đây tất nhiên là có chỗ là vô liền á, không vô là all these cars are from Massachusetts. Of course we're in Massachusetts, Kevin. That's why the cars are from Massachusetts. No. The car from California. No. Because someone decided to drive here. Why would they drive here for vacation? The car, that car from Seattle. Where? Wait, Seattle's not even a state. Yeah. That is the Washington state. Seattle, the capital of Washington? Yes. No, right? No. Capital is Tacoma. What's Tacoma? Tacoma, the city of capital of Washington State. What? The capital of Washington State is Seattle. Mm-hmm. No, not Seattle. Says the one who hasn't been studying all the states in academics. Có ai đi ra đó, đi ra rồi. Đi ra chắc là có người chờ. Dọn hai cây này qua đậu. Mấy phút rồi? Ten. Rồi, dữ rồi.